cảm thán là hôn nhân là một vô có thể yêu ai được nhá. Nhưng mà thật sự giữ cửa cho tình yêu đó là một điều không hề dễ dàng. Thanh Hoa ơi, kính thưa quý vị với khán giả, cô có tên là Beta thì có bị rung không vậy? Cái cách là giữ nguyên cái cách mà gọi tên chồng chồng yêu của mình bằng cái tên là dấu yêu, tức là gọi chồng bằng cái tên là dấu yêu, nghe rất là lãng mạn. Và thời gian mà con nói được nhiều thì chị nghĩ hôm nay cái đó là cái gì vậy quý vị? Phim lắc lùm la lắc quá mày là làm mới chưa được.